Chào mọi người đã quay trở lại với kênh của em. Em là Nam, chuyên bán các dòng đàn Nhật second hand. Hôm nay em mang tới cho mọi người một cây đàn mới về, một cây Yamaha Super Bass. Đây mọi người ha, đây là một dòng Yamaha Super Bass 500S đó. Thì em xin phép giới thiệu sơ qua là dòng Yamaha Super Bass này được sản xuất vào khoảng thập niên 70, là giai đoạn sản xuất của nó thì sẽ rơi vào những năm là 1976 cho tới là 1978 nha mọi người. Thì cây này đúng với cái số tuổi của nó thì nó hơn em rất là nhiều tuổi mọi người. Những cái này có thể em gọi bằng chú luôn á mọi người. Tuổi đời của cây đàn này là lớn gấp đôi tuổi đời của em mọi người. Thì theo như em biết thì cây này được, chính xác là cây em đang cầm trên tay nha mọi người. Thì theo như mà em chắc suy luận và suy đoán thì trên cái mã số series của nó thì cây này được sản xuất vào năm 1978 nha mọi người. Đây thì những cái dòng này sau những năm 78 thì hầu như là không còn nhiều nữa mọi người. Và hiện ở thời điểm hiện tại là năm 2023 thì những dòng này nó thuộc dạng là sưu tầm nha mọi người. Nó thuộc dạng là những cái bass sưu tầm, những cái bass cổ sưu tầm còn đẹp nha. Đó, thì cây trên tay em là một cây còn rất là đẹp và còn nguyên zin hết. Đấy, thì về chất sao của những cái cây bass này thì chất sao nó rất là chắc mọi người. Cái tiếng nó rất là chắc, và cái dòng bass này là dòng bass cổ cho nên cái sao của nó là một cái sao lắc xích ha, một cái âm thanh bass lắc xích, âm bass cổ điển đó mọi người, là âm bass kiểu những năm thập niên 70-80 ha. Rồi thì cây này ở vào thời điểm năm 1976 cho tới 1978 thì ở những thập niên 70 nó được bán với mức giá là 500 đô nha mọi người. Đó, tương đương với khoảng 50.000 yên. Thì ở thời điểm mà năm 1976 tới 1978 thì mọi người biết là 500 đô rất là lớn mọi người. 500 đô, 50.000 yên rất là lớn so với tiền Việt Nam mình ha. Thì đối với tiền Việt Nam mình ở những thời điểm đó thì chắc là cả một gia tài nha mọi người. Đấy, theo như em từng lớn lên và từng biết thì khoảng năm 2000 cho tới năm 2005 thôi là mình còn sử dụng những cái đồng tiền tờ 200 đồng và 500 đồng đó mọi người. Thì thời điểm đó mà cây đàn nó có giá 500 đô thì mọi người biết cái giá trị của nó lớn cỡ nào ha mọi người. Giá trị rất là lớn chứ không phải như bây giờ mà mọi người có thể kiếm 500 đô trong vòng một tháng hoặc là trong vòng một ngày không, mọi người có thể kiếm được vài chục triệu rồi, rất là dễ dàng ha. Nhưng mà ở thời điểm đó mà để mua được một cây đàn như vậy thì không phải là người thường có thể mua được ha. Là chắc có thể là đại gia hoặc là giàu có hoặc là những cái người mà trong bên nhạc hoặc là đam mê lắm mới mua những cây như này nha mọi người. Còn bây giờ thì nó đã cái kinh tế của mình nó đã thay đổi, nó đã phát triển rồi mọi người, cho nên việc mọi người tìm tới những cái cây bass vintage như đây thì chủ yếu một là sưu tầm và hai là để kỷ niệm lại thôi mọi người. Thì em xin phép giới thiệu sơ qua về cái lịch sử của nó là như vậy. Thì mọi người có đóng góp ý kiến thêm hay gì thì mọi người có thể comment ở dưới giúp cho em ha, hoặc là mọi người có thể liên hệ trực tiếp với em để có thể trao đổi một số cái kinh nghiệm thêm ha mọi người. Rồi, sau đây thì em xin phép giới thiệu sơ qua về ngoại hình của cây đàn nằm trên tay em nha. Đây, đầu cần là chữ Super Bass 500S của Yamaha ha mọi người. Đó, size này là size 1887 là cái khoảng thời gian của Yamaha hình thành thôi mọi người, chứ nó không liên quan gì nhiều ha. Rồi, khóa đàn là khóa zin nha mọi người. Bộ khóa này mọi người không thể nào kiếm mua được luôn, em dám chắc luôn, rất là khó mua nha mọi người, rất là khó mua. Nó không ai mà có nguyên một cây bass nguyên vẹn như vậy mà đem đi lấy bộ khóa ra để bán đâu, mà cũng không có. Bây giờ làm chất liệu làm bây giờ nó cũng không có làm cái bộ khóa giống như vậy mọi người. Mọi người nhìn cái màu của nó không có sáng bóng như những cái như những cây bass đời mới bây giờ ha, là nó làm một cái chất liệu kim loại khác hoàn toàn nha, hợp kim gì đó. Cái này thì em không có rõ mọi người, nếu mọi người biết mọi người có thể comment cho em biết ha. Đấy,
Đó, một cái chất liệu hợp kim nhìn vào cái bộ khóa rất là xịn sò và đang được sản xuất vào năm 76, 78 mà mọi người nhìn cái bộ găng của những bánh xe nè, không có một cái gì gọi là bị mòn hết trơn ha. À, theo em biết thì bộ khóa này để vài chục năm nó vẫn còn ok mọi người. Rồi. Cần đàn là một cái cần mắt bồn nha mọi người. Thì đàn từ năm 76 đến năm 78 tới nay thì chắc chắn là sẽ có vết chày mọi người. Chuyện đó thì không thể tránh khỏi ha. Đó, đây là mã số series của nó nha mọi người. Đấy, thì thời gian lâu quá thì cho nên nó sẽ mờ đi một chút nhưng mà vẫn còn nhìn được ha. Cần cần là cần mắt bồn là có chỉ cần rất là to mọi người. Đấy, chỉ cần rất là to luôn. À, sơn bóng nha mọi người. Đó, cần mắt bồ được sơn bóng rất đẹp ha. Thì, về bàn dàn phím thì những cái này mà nếu mà nói mà ở thời điểm hiện tại mà nó không mòn phím là không được mọi người, tại vì người ta mua về thì người ta cũng phải chơi chứ đâu phải người ta mua về người ta chưng không đâu. Đó, thì phím thì còn mòn, đã mòn nha mọi người, phím đã mòn nhưng mà nó mòn ở cái mức độ chấp nhận được và còn hiện tại là còn sử dụng được. Mọi người có thể sử dụng cái dàn phím này vài năm nữa và mọi người đi thay một cái dàn phím mới rất là ok luôn nếu mọi người mua về sử dụng. Còn mọi người mua về mà để sưu tầm thì mình không cần thay đâu mọi người, bởi vì nó còn chơi tốt. Đây là một cái dàn phím rất là ok nha. Nó có mòn nha mọi người, nó có mòn nhưng mà mòn ở mức độ chấp nhận được và không bị lủng lỗ vô trong nha. Không mà bass thì em nghĩ chắc không có lủng lủng lủng, không có mớp mớp phím được mọi người. Chị tại nó chỉ có mòn mòn thôi chứ nó không có mớp vô được đâu. Nhưng mà nó mớp vô là bỏ nguyên cái phím luôn á. Rồi, để em lau bụi cho mọi người, nó hơi hơi bị bụi xíu. Rồi, còn về body thì đây là một cây cái dòng mà Super Bass 500 này nó sẽ có hai màu nha mọi người. Một màu là một màu sơn bết, là còn ở Việt Nam mình thường hay gọi là màu cánh gián hoặc là màu hoàng hôn đó mọi người. À, và cái màu đen này thì hiện tại em chỉ có màu đen này thôi ha. Đó. Body là màu đen nè, thì có một vài cái vết xước nhỏ nè mọi người, vết xước lông mèo nhỏ ha. Sơn là sơn zin nha mọi người, sơn này không có sơn lại nha, sơn zin luôn đó. Thì rồi một vài cái vết xước nhỏ để em tìm nó lưng nha mọi người. Ốc là còn ốc nguyên zin nha, ốc này là nguyên zin luôn đó mọi người. Cái ốc của Nhật với lại cái ốc của Trung Quốc mình nhìn vô là mình biết liền mọi người. Cái ốc của Nhật cái đầu của nó khá là nhỏ, cái đầu của nó nhỏ mà nó dài. Còn ốc của Trung Quốc làm mà bây giờ bán rất là nhiều á thì mọi người tháo ra mọi người so sánh hai con là mọi người sẽ biết liền. Cái con ốc của Trung Quốc thì thường cái đầu nó sẽ to hơn và cái lỗ nó sẽ to hơn là ốc Nhật. Đấy, và nó ngắn hơn chút, nó không có dài bằng những con ốc Nhật ha. Đây là cách nhận biết dễ dàng nhất và nó sẽ có một vài cái loại ốc mà cao cấp hơn mọi người. Đó, thì cái đó nó sẽ đi sâu vào hơn nữa ha. Đó, bộ bộ ngựa mọi người nhìn bộ ngựa rất là xịn nha. Từ năm 76 cho tới nay, 76 78 tới nay mà bộ ngựa mọi người nhìn nó còn rất là sáng bóng. Này là em chưa vệ sinh nha mọi người. Cái này là em chưa vệ sinh, em chỉ lau sơ ở ngoài thôi, em chưa có vệ sinh tới cái ngựa luôn đó. Nó mà mọi người nhìn cái bộ ngựa còn rất là đẹp nha. Cái này mà còn mà vệ sinh lên thì nó như mới luôn mọi người. Đó, bộ ngựa này mọi người em chắc luôn mọi người kiếm mua không có đâu. Mà bộ ngựa y chang như vậy kiếm mua rất là khó mọi người. Rồi, hai cái bích cúp là hai bích cúp nguyên zin của đàn nè mọi người. Đấy, thì mọi người muốn biết nguyên zin hay không thì mọi người có thể search Google tìm tới cái catalog của nó là một cái quyển giới thiệu về những cái dòng này đó mọi người. Đấy, thì mọi người xem cái bích cúp là mọi người sẽ biết nó zin hay không ha. Còn đây, sau lưng là logo Yamaha Made in Japan ha. Rồi, cây này thì mọi người có thể mua về làm xô cũng được, mua về chơi ở nhà cũng được, mọi người mua về sưu tầm cũng được. Nếu mọi người mua chơi thì nó sẽ có thêm được cái giá trị sưu tầm đúng không mọi người. Rồi, thì hiện tại cây này trên tay em thì đang bán với mức giá là 7 triệu ha mọi người, 7 triệu. Nó rất là mềm cho một cây rất là xịn sò và nếu mà có anh chú nào đó thì mà ở cái độ tuổi mà khoảng sinh sinh vào năm 76 77 78 năm thì mọi người có thể mua cây này. Nó giống như là nó một người bạn của mình để đó mọi người.
nó giống như một người bạn ha, nó ngang tuổi á. Em thích những cây đàn mà nó xem hoặc là nó ngang tuổi với mình á, chơi nó rất là có giá trị mọi người. Rồi thì cây này em bán với mức giá là 7 triệu, em tặng kèm bao cho mọi người nha, và lắp sẵn dây mới luôn, lắp sẵn dây mới rồi vệ sinh khóa, vệ sinh ngựa đồ, nói chung là em làm tất cả mọi thứ là vệ sinh lại và cũng như cân chỉnh lại hết, chứ không thay thế bất cứ một món gì trên cây đàn này nha mọi người. Bởi vì đây là một cây đàn cổ và nó có giá trị rất là cao ha. Rồi, sau đây thì em mời mọi người nghe thử chất âm của cây Super Bass 500S này ha. Và nếu mọi người muốn sở hữu cây Super Bass 500S này thì mọi người có thể liên hệ với em qua Zalo, điện thoại trực tiếp, hoặc là mọi người có thể inbox Messenger Facebook ha. Số điện thoại thì em có để trên màn hình nha mọi người. Rồi về còn về cách thức giao dịch thì mọi người đặt cọc trước giúp em đối với cây đàn này thôi ha. Những cây đàn khác thì mọi người có thể đặt cọc 500, nhưng mà đối với cây đàn này thì mọi người có đặt cọc trước giúp em 1 triệu, em sẽ ship đàn và mọi người nhận hàng, kiểm tra cây đàn, sau đó thanh toán số tiền còn lại cho shipper nha mọi người. Đấy, đàn thì tụi em sẽ bảo hành cho mọi người sử dụng là 12 tháng ha. Rồi, sau đây thì em mời mọi người nghe thử chất âm nha. Và mọi người xem video tới đây nhớ ấn like và cũng như đăng ký kênh ủng hộ em ra thêm nhiều clip giới thiệu đàn khác nha mọi người. Em cảm ơn mọi người rất nhiều ạ.